Tiếp theo là câu hỏi một bạn sinh viên nữa. Bạn hỏi rằng ạ, con chào thầy, con xin phép thầy cho con hỏi một vấn đề về gia đình ạ. Mẹ con làm nghề bán gà, không thể tránh khỏi sát sinh vì là nghề kiếm sống, không thể từ bỏ vì nhiều lý do. Con xin thầy cho con lời khuyên, chỉ giúp con cách để có thể giảm bớt tội nghiệp mà mẹ con phạm phải ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm rồi. Bạn nói rằng mẹ của bạn làm nghề bán thịt gà, nhưng mà đây là cái nghề mưu sinh của gia đình bởi nhiều lý do. Trong đó mình phải nói là chắc chắn là lý do về kinh tế. Vì ổn định kinh tế gia đình, đặc biệt là gì? Nuôi các con ăn học. Cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc, mặc dù biết có thể việc đó là việc gì? Việc có lỗi với gì? Với các loại chúng sinh khác, thậm chí là gì? Kết oán với các loại chúng sinh khác, như là nghề gì? Sát sinh hại vật. Nhưng mà vì con cái, cha mẹ gì? Vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái được ăn được học, để cho con cái gì? Không bằng chúng bằng bạn, nhưng mà nó cũng không gì, không quá kém chúng bạn quá. Thì đấy là gì? Đấy là cái tình của cha mẹ dành gì? Dành cho con cái. Bạn hỏi vậy thì bây giờ cái nghề đó thì bằng nhiều lý do bây giờ không thể bỏ, nhưng mà xin thầy để cho lời khuyên để giúp cho gì? Cho mẹ giảm bớt những cái tội khổ về sau này, cái nghiệp báo về sau này. Thì cái thứ nhất là một người con muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao hơn núi Thái, rộng hơn biển sâu của cha mẹ, thì bạn phải là người gì? Người con hiếu thảo, chân thành, chính trực. Phải đặt vấn đề gì? Hiếu thảo và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu khi mà bạn còn đang gì? Đang ngồi trên ghế nhà trường là một sinh viên. Nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ, nhớ đến hàng ngày mẹ vẫn vì mình mà gì? Mà làm những việc gọi là trái với luân thường đạo lý của nhà Phật. Còn ở thế gian thì họ cho cái việc đó là việc bình thường, nhưng mà với nhà Phật á, thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói rằng gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên đối với một đệ tử của Đức Phật, dù tại gia hay xuất gia, việc sát sinh hại vật đó chính là việc gì? Giết một vị thập Phật tương lai. Tội lỗi đó không sao mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được. Có cái là quả báo. Hôm nay chúng ta chưa thấy gì, nó chín, chúng ta chưa biết sợ, và chúng ta cứ nghĩ rằng á, nó không có quả báo ấy. Mới sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay, tôi xem một cái clip về ở trong miền Nam, có về một anh chuyên làm nghề gì? Thịt chó. Chuyên giết chó, thịt chó để bán cho các quán hàng, bán cho các quán phở, rồi bán cho các quán nhậu. Anh ta làm được một thời gian cũng khá dài. Thì một hôm ấy, anh ta vừa giết một con chó xong thì anh ta kiểu như bị trúng gió, và anh ta, mọi người thấy anh ta là gì? Nằm lăn ra trên đất. Rồi được một chốc ấy, thì anh ta bắt đầu lăn lộn ra chưa hết, anh ta bắt đầu là gì? Sủa ra tiếng chó. Thấy người đến một cái anh ta sủa ra tiếng chó. Và một điều quan trọng nữa, nhìn anh ta gì? Lúc đó thì nghe lạ như vậy, hàng xóm đến thăm, nghe cái tin lạ như vậy, một anh đồ tể chuyên giết chó nay tự nhiên bị ngã lăn ra đất kiểu như là bị trúng gió, thì lại sủa ra tiếng chó. Mọi người thấy lạ đến xem. Anh ta thấy càng đông người đến thì anh ta càng chui vào trong gầm giường. Đúng như kiểu là gì? Đúng giống như kiểu chó thấy người đến đông một cái thì sợ người sủa, nhưng mà chui vào gầm giường. Anh ta chui vào gầm giường thì vừa chui gì? Vừa sủa. Tôi xem cái clip thế là anh ta, thì vì anh ta to lớn quá
chỉ chui được mỗi một nửa phần người vào trong, còn từ cái phần lưng trở ra nó vướng cái giường, nó không thể vào được. Và càng nghe người ta đến nhiều, anh ta càng rúc vào và càng sủa to hơn. Và đặc biệt là gì? Cái đôi mắt. Cái người quay phim ấy, chắc là dùng cái máy quay, dùng bằng máy điện thoại để quay, hoặc là máy iPad để quay. Cho nên là lắm khi là hình nó cũng giật và nó không được rõ lắm. Nhưng mà thấy, nó vẫn thấy rõ, rõ ràng là gì? Hai cái ánh mắt của anh ta lúc đó, nó sáng lên như ánh mắt của con chó ở trong đêm tối vậy. Vì khi nó quay vào trong cái gầm giường, cái gầm giường thì nó hơi tối tối một chút, không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy rõ gì? Hai con mắt xanh lè và sáng quắc như con mắt chó ở trong đêm vậy. Và mọi người chung quanh họ còn nói rằng đấy đấy, tiếng của họ nói chung quanh, tiếng này ở trong miền Nam, họ nói đấy đấy, mắt thấy chưa, đôi mắt đúng như mắt chó, không sai một chút nào. Mà tiếng sủa thì giống tiếng chó hệt 100% rồi. Đấy gọi là quả báo nhãn tiền. Trong kinh Phật gọi là nhân quả rõ ràng, hay mình còn gọi là quả báo nhãn tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là quả báo đến sớm vậy, ngay kiếp này vậy, không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần phải đợi đến chết đi mới vào địa ngục thọ báo, hay là chết đi làm thân gì, thân chó để cho gì, cho người ta giết trở lại. Mà đấy gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo ngay trước mắt, nhân quả rõ ràng, không có phải đi tìm ở đâu xa. Phật tử này, bạn sinh viên này, có thể nếu chưa tin thì tìm ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, các vị cho đăng lên rồi đó, xem và đưa cho mẹ xem. Mà nếu mà mẹ mà xem được, mà nếu mà khuyên mẹ được chuyển cái nghề khác sớm càng tốt, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn đảm bảo gì, để cho bé đi ăn học, cho các con đi ăn học đó, ví dụ như buôn bán hoa quả, hoặc là hàng khô, bánh kẹo vân vân. Những người buôn bán hoa chuyển, buôn bán hoa quả, hàng khô, bánh kẹo hay quần áo vẫn sống mà. Họ vẫn sống đó. Họ vẫn sống. Nhưng có cái gì? Có thể là nó kiếm tiền, nó gì, nó vất vả hơn một chút. Đó, phải làm cả ngày. Còn cái này thì dậy sáng, cắt tiết mấy con gà, đem giao cho mấy hàng phở là gì? Có đôi trăm nghìn hoặc vài ba trăm nghìn rồi. Nó nhàn hơn. Nhưng mà tạo nghiệp rất khủng khiếp. Cách đây năm 2010, cuối 15 sang đầu 16, thầy có nghe câu chuyện các Phật tử ở thị xã Sơn Tây nói rằng có cái bà bạn ở nhà hàng xóm của một Phật tử, có bà bạn hàng xóm. Bình thường thì ngày xưa thì thỉnh thoảng mùng 1 ngày rằm bà cũng hay đi chùa gần nhà. Nhưng mà khi cái nhà bà bên cạnh, nhà cái cô bên cạnh, bà là cũng là chuyên là buôn gà, nhưng mà không giết, buôn thôi. Đi mua lẻ ở trong dân về, bắt đầu là lại đổ đi cho những quán hàng, quán ăn, và bán ra chợ, và lại đi buôn gà. Thế bà này thì khi mà rỗi rãi thì sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy trước đây có cái người giúp việc chuyên hay làm cái việc đó, nhưng cô ấy thì bỏ về, cô không làm nữa, cô bỏ về. Thế bắt đầu cái cô hàng xóm kia bảo cái bà cụ này là thôi bây giờ cụ cũng còn khỏe, chơi không làm gì, để giúp việc cho cháu thì mỗi ngày cháu giảm 100 nghìn. Thế bà cụ nghe cũng vui vui. Thế đi chơi đi buôn dê lê lắm thì nó cũng chán. Mà bạn mình thì mấy bạn là đi vào chùa tu hết rồi, giờ ở nhà mình cũng chán. Mà đi chùa thì mình cũng không thấy, cảm thấy không có duyên, cho nên lại cũng không muốn đi chùa để tu với các bạn. Thế là ở nhà, sang nhà hàng xóm. Ngày ngày làm cái gì? Ngày ngày chỉ có việc là gì? Nhồi bánh đúc vào trong bụng con gà. Nó không muốn ăn á thì cũng há mồm nó ra, cậy miệng nó ra và nhồi cho thật đầy vào. Bình thường là mỗi con gà như vậy nó được 3 cân, thì nhồi khoảng độ 3 hoặc 5 lạng bánh đúc vào cho nó đầy cái niều nó ra, đầy cái niều con gà ra, và bắt nó phải nuốt đến mấy lạng bánh đúc vào như vậy. Và sau đó thì đem đi bán. Cứ như thế 5-6 tháng trời. Và một hôm bà ấy thấy mình khó chịu và đi khám, phát hiện ra mình bị ung thư gì? Ung thư cổ. Ung thư cổ. Bà hàng ngày, có mấy tháng trời hàng ngày bắt những con gà tội nghiệp kia, cậy miệng nó ra và đút bánh đúc vào trong miệng nó, đút bánh đúc bánh phở vào trong miệng nó, bắt nó gì? Phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Mà ăn cho tặc lên đầy, đầy tới cổ thì mới thôi. Tức là mỗi con bình thường nó phải được ít nhất là 3 đến 5 lạng nữa. Mà mỗi ngày gì? Được có 100 nghìn. Một tháng 30 ngày, tôi cứ cho làm hết cả 30 ngày, được 3 triệu bạc.
6 tháng được bao nhiêu triệu? 36-18 được 18 triệu đồng mà tạo tội không biết bao nhiêu. Và 3 tháng ấy, 6 tháng ấy, 18 triệu ấy không bỏ để cho bà gì, đi khám bệnh viện và mua một lần mua thuốc. 18 triệu đồng. Mà bị cái quả báo là nhãn tiền, đó là bị bệnh ung thư cổ. Khi mà bà ấy bị như vậy, phát hiện ra như vậy thì bà bắt đầu đi thuốc thang rồi, nhưng mà cũng không ổn. Càng thuốc vào bao nhiêu thì nó càng phát nhanh dữ bấy nhiêu. Mà nó phát đến cái khi mà cái ung thư ở nơi cổ họng của bà, vòm họng của bà, nó phát ra đến nỗi là không ăn được nữa. Không thể ăn được cơm. Nấu cháo, cháo cũng chẳng thể ăn được. Vì sao? Vì đau. Và bà ấy rên la suốt ngày. Rồi mấy bà bạn mà ngày xưa chơi với bà mà hay vào đây tu tụng kinh Địa Tạng đó, về mới nói với bà là thôi, đây chắc cũng là cái nghiệp báo của bà. Bà thôi hoan hỉ, rồi niệm Phật đi. Bà bảo là đau thế này niệm làm sao được. Đau lắm, không thể nào mà niệm được. Thế các Phật tử ấy khuyên là thôi, bà nghe tôi, bà gì, bà cứ niệm thầy nói rằng á, có người nào mà mắc vào cái tội báo khổ mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được á, thì tiêu trừ nghiệp trước. Mà chúng tôi cũng đi chợ niệm cho một số ca, họ đau đớn là gì, lăn lộn, nhưng mà chúng tôi đến tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ, họ bớt đau, thậm chí có người không còn đau nữa. Và bà cũng nên nghe thầy và nghe chúng tôi mà niệm. Thì lúc đầu bà bảo đau không niệm được, nhưng là do cái sự động viên của các Phật tử thì bà cố gắng, bà niệm thầm ở trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà nhất tâm bà niệm như vậy thì một tuần sau, hơn tuần sau, bà thấy là bớt đau hơn và uống được cháo loãng. Và cứ niệm như vậy thì khoảng độ một tháng sau thì bà bớt hơn, nhưng mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng trước khi ra đi, bà gần như không bị đau nữa. Tức là bà vẫn chết, bà đau và vẫn chết, ca đấy không khỏi, vẫn chết. Nhưng mà trước khi chết á, bà vẫn tỉnh táo, vẫn niệm Phật được cho đến giây phút cuối. Đó cũng là một cái duyên lành, để trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có gì, có thể sám hối ăn năn trước Phật, trước Bồ Tát, với trước những gì, trước những cái thần thức của những con gà mà tội nghiệp kia, oan ức kia, thù hận bà kia. Đó, cho nên ở trường hợp này thì thầy cũng khuyên bé này, vừa là thứ nhất là bé này phải chăm chỉ học hành, trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, để mong rằng mình học ra trường, mình xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp sớm có công ăn việc làm, để lo cái phần vấn đề kinh tế, ổn định kinh tế cho gia đình. Nếu mà còn các em đi học thì mình có thể gì, chưa vội lập gia đình mà ở nán lại mấy năm để gì, thay mẹ, giúp mẹ nuôi cho các em nó ăn học. Mình phải hy sinh bản thân mình như thế một chút, chứ không có mới học xong một cái lại lo lập gia đình, tức là lại lo lập gia đình, có gia đình riêng thì mình lại lo cho cái mái ấm gia đình của mình, cũng chẳng giúp được mẹ cái gì cả, chẳng giúp được gia đình cái gì cả. Như thế thì cũng chưa phải là người con hiếu thảo, người con biết nghĩ về gì? Về cha mẹ. Cho nên vì sao thầy nói về trường hợp này, thầy khuyên như vậy, thì bạn có ở lại làm kinh tế để giúp mẹ thì mới có thể khuyên mẹ bỏ cái nghề sát sinh để làm cái nghề khác, nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, vất vả hơn một chút, nhưng mà điều quan trọng là nó không đem cái quả báo xấu ác đến gì, đến cho mẹ bạn và gia đình bạn về sau này. Cho nên với bạn sinh viên này, thầy có lời khuyên như vậy. Và thêm một chút nữa là bạn cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày được một hai thời, kể cả bạn làm sinh viên bạn vẫn đọc được, đọc tại bàn làm việc của bạn, bàn học của bạn như thế này. Nhưng ở trong phòng ký túc xá các bạn đông thì bạn chỉ đọc nhẹ nhàng như mình đọc sách thôi, chứ đừng có đọc to lên thì như ở trên chùa lại gào thật to lên, như vậy thì các bạn lại không ngủ được, hoặc các bạn không học được, các bạn không hoan hỉ. Đó, đấy là cái việc tế nhị, đối nhân xử thế với nhau ngay ở trong gì, ở trong ký túc xá của mình, trong nhà trọ của mình vậy. Đó, với bạn thì có lời khuyên như vậy.